Liên quan đến vụ việc nữ sinh giao gà bị hiếp dâm và sát hại dã man tại tỉnh Điện Biên, mới đây công an tỉnh này đã bắt giữ bà Trần Thị Hiền, mẹ của chính nữ sinh này, để điều tra về hành vi mua bán ma túy. Thông tin này đã gây xôn xao dư luận xã hội. Trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội chiều 27 tháng 5 năm 2019, Thiếu tướng Sùng A Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cho biết, khi vụ án xảy ra, cơ quan công an có nhiệm vụ phải xem xét tất cả các khía cạnh đầu mối của vụ án, trong đó có cả bà Trần Thị Hiền, mẹ của nữ sinh. Theo Thiếu tướng Sùng A Hồng, cơ quan điều tra cần nghiên cứu và xem xét và đặt những câu hỏi như: tại sao bà Hiền lại đến báo với cơ quan điều tra như vậy? Sau khi phát hiện thi thể của Cao Thị Mỹ Duyên thì bà Hiền có những việc làm như thế nào, lời nói thế nào? Tất cả những điều đó đều vào tầm ngắm của công an. Tới thời điểm hiện tại, cơ quan cảnh sát điều tra có căn cứ để kết luận vợ chồng Vi Văn Toán, Bùi Văn Công, Lường Văn Hùng là các bị can đã bị khởi tố, bắt tạm giam trước đó và bà Trần Thị Hiền nằm trong một đường dây hay tổ chức mua bán trái phép chất ma túy. Đây là nguyên nhân dẫn đến việc nữ sinh giao gà bị sát hại. Trên mạng đang có những suy luận cho rằng trong quá trình làm ăn, mua bán ma túy với nhau, nhóm này đã có chuyện làm ăn không sòng phẳng, dẫn đến việc các đối tượng trả thù lẫn nhau, thậm chí có thông tin còn khẳng định bà Hiền nợ tiền nhóm Toán nên mới dẫn đến việc sát hại nữ sinh. Tuy nhiên, theo Thiếu tướng Sùng A Hồng, cơ quan cảnh sát điều tra cần làm rõ thêm một số tình tiết, nội dung mới có thể đưa ra kết luận cuối cùng. Tuy nhiên, ông khẳng định tổ chức ma túy này chính là nguyên nhân trực tiếp gây ra cái chết của nữ sinh. Như truyền hình Báo Thanh Niên đã đưa tin, vụ việc nữ sinh giao gà bị sát hại vào Tết Kỷ Hợi đã gây xôn xao dư luận trong thời gian qua. Công an đã khởi tố 9 bị can liên quan đến vụ việc và sau đó mở rộng điều tra, công an bắt giữ thêm bà Trần Thị Hiền là mẹ của chính nạn nhân để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.